và mình cũng nhắc các bác nông dân nữa là ai mà có quen biết với những người mà sản xuất chi cô đẹp ma ấy thì nếu như mà mọi người hỏi mà họ nói thực lòng ấy là chi cô đẹp ma không ai mà sử dụng để phun lên lá đâu chẳng qua là các bác nông dân thấy hay dùng như thế nên họ ghi vào trong cái gói chi cô đẹp ma là có thể phun lên lá liều lượng thế này thế nọ để ghi vào cho nó đẹp bao bì rồi cho thấy nó có tác dụng thôi chứ họ mà thực lòng chia sẻ thì nó không có tác dụng ở trên lá bởi vì chi cô đạch ma là thì người ta vẫn hay phân biệt là vi sinh vật có lợi và vi sinh vật có hại thì cái môi trường sống của nó không giống nhau được đúng không mấy cái nấm bệnh rồi mấy cái vi khuẩn có hại ở trên lá của mình ấy thì đó là loài có hại và nó sống trên cái lá sống và nó ăn tế bào sống còn chi đạch ma thì nó lại ngược lại là nó phân hủy những cái lá mà đã mục rồi ấy, thì nó mới ăn được rồi do đó nên cái vi khuẩn và nấm bệnh gây hại nó sống được trên lá nhưng mà chi cô đạch ma của mình lại không sống được trên lá chứ không phải là loài có hại sống được là loài có lợi sẽ sống được đâu nó khác nhau ấy nên chúng ta xịt chi cô lên, lên lá thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu nó cũng chỉ tốn thêm tiền của chúng ta thôi chứ không, thực sự là không có tác dụng nói đến là chúng ta phun lên lá rồi mà phun lúc trời nắng ấy thì chi cô nó cũng chết hết là nắng soi là chi cô cũng chết hoặc là phun trời mưa thì cũng bị trôi đi đâu có tác dụng gì đâu chỉ uổng phí thôi à nên ai mà nói chi cô đẹp ma có thể phun lên lá là mình khẳng định chắc chắn một trăm phần trăm là không có tác dụng cái này là mình chắc chắn luôn trừ khi mà nhà sản xuất còn bổ sung thêm một cái thứ gì đó mà để cho nó có tác dụng ở trên lá, mình sẽ tóm tắt lại vai trò của chicođe ma. Mình xin nhấn mạnh là chicođe ma chỉ có hai vai trò chính là dựa vào hai cái enzyme, enzyme chính của nó đó là cellulase và Chitina Hai enzyme đó thì một là phân giải thành tế bào thực vật, phân giải xác bã thực vật để chúng ta làm phân chuồng các thứ. ấy còn cái enzyme Chitina thì là sẽ giúp chúng ta đối kháng một số loại nấm như lúc nãy mình đã đề cập là fusarium rồi Rizotonia và pythium là ba loại đó là chính còn những cái tác dụng khác của chico ma thì đó đều là con số ảo hoặc là những con số mà cực kỳ nhỏ bé không có tác dụng thực sự lớn với cây trồng thì mình không nhắc đến bởi vì mọi người biết là khi chúng ta sản xuất Chico Đạch Ma là nhà sản xuất họ đã cấy chuyển Chico Đạch Ma qua rất là nhiều lần rồi ví dụ như chúng ta nhân giống cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì Chico Đạch Ma nó vẫn còn khỏe mạnh nhưng mà không ai mà nhân giống đến cấp 3 mà đã bán cho chúng ta rồi mà họ sẽ nhân giống cấp 8, cấp 9, cấp 10 rất là nhiều cấp nhân đến khi nào mà chi cô đẹp ma nó đã rất là yếu rất là suy thoái rồi không thể nào mà nhân thêm được nữa thì họ mới mang ra bán cho mình và thứ hai nữa là nhà sản xuất không ai mà bán chi cô đẹp ma nguyên chất cho chúng ta hết bởi vì chi cô đẹp ma thực sự là rất là dễ dàng nuôi cấy tại nhà luôn nếu như mà họ bán chi cô đẹp ma nguyên chất cho chúng ta thì chúng ta đâu cần mua sản phẩm của họ nữa chúng ta chỉ cần mua một gói chi cô về và chúng ta tự nuôi cấy lên tự nhân số lượng lên là chúng ta đã sử dụng được rồi đâu cần mua của họ nên đa số mọi người nhìn thấy cái thành phần mà ghi trên cái gói chi cô đẹp ma rất là nhiều luôn nào là chi cô đẹp ma loại này loại kia ba bốn loại chi cô đẹp ma rồi vi sinh vật cố định đạm rồi vi sinh vật cố định lân phân giải lân rồi đủ thứ thành phần ở trong đó luôn họ ghi vào như vậy để chúng ta biết là cái gói đấy chúng ta rất là khó tự nhân giống còn thành phần trộn trong đó thì chắc chắn họ không thể trộn được nhiều giống như là họ ghi rồi Nhưng mà họ trộn vào như vậy thì cái chi cô đó nó không còn là nguyên chất nữa Thì chúng ta rất khó mua cái gói chi cô đó về để tự nuôi cấy Nhưng mà cái cho dù chúng ta có nuôi cấy được thì chi cô thạch ba nó sẽ rất là yếu Bởi vì họ đã nhân ra rất nhiều cấp rồi ấy nên nó không còn được khỏe mạnh như ban đầu nữa. Thì ở đây đặt ra một vấn đề là chúng ta đã mua một cái gói chi cô đạch ma mà đã được cấy truyền qua rất là nhiều lần và đã yếu rồi. Và ngày xưa thì còn thấy những cái gói chi cô đạch ma mà cái bột nó màu xanh hoặc là những cái gói chi cô đạch ma mà còn nguyên cái hạt thóc luôn ấy. Thì cái đó gọi là những sản phẩm chất lượng ấy. Nhưng mà bây giờ thì càng ngày cái công ty sản xuất chi cô đạch ma càng phổ biến ấy thì mình lại ít khi mua được cái sản phẩm nguyên như thế mà toàn là những cái sản phẩm mà trộn ra thành cái bột trắng tinh không à ở dạng bột màu trắng không là họ đã trộn với chất mang rồi thì như lúc nãy mình đã nói là cái tỷ lệ trộn chi cô ma vào trong chất mang đó cực kỳ ít luôn nó chiếm một phần cực kỳ nhỏ so với cái gói bột đó luôn họ bán chủ yếu là bán bột chứ đâu phải là bán cái chi cô đẹp ma đó đâu mà họ trộn cái chất mang đó là chủ yếu là giúp cho cái quá trình bảo quản chi cô được đạch ma được kéo dài hơn ấy Tuy nhiên là cũng chỉ tối đa là 6 tháng trở lại thôi Nếu chúng ta nhìn thấy những cái sản phẩm mà trên 6 tháng thì nó không có tác dụng nhiều nữa đâu Và khi trong quá trình bảo quản thì mặc dù họ đã trộn những cái chất đó vô rồi Thì cứ sau mỗi tháng là cái số lượng mật độ nó đã giảm đi rất là nhiều rồi Chứ nó không phải là còn nguyên si cái số lượng đấy sau 6 tháng đâu Và nó sẽ càng ngày càng giảm nữa Nên chúng ta chỉ dùng từ 6 tháng độ lại tính từ ngày sản xuất thôi cũng như ban đầu mình nói là cái điều kiện sinh sống và phát triển của chi cô nạch ma cũng rất là hạn hẹp. Nào là nhiệt độ tốt nhất là từ 25 đến 30 độ C, rồi pH là phải từ 5 đến 7 là nói chung là pH mang tính trung tính đến kiềm á. Rồi à, à, vòng đời nó cũng ngắn nữa. Rồi nó sẽ không chịu được ánh sáng trực tiếp từ mặt trời và cũng không chịu được mưa dầm. Rồi rất là nhiều yếu tố mà làm cho chi cô ma khó tồn tại trong vườn của chúng ta khi mà chúng ta mà sử dụng chi cô ma không đúng cách ấy thì hầu như là nó chưa kịp có tác dụng gì đối với vườn của chúng ta thì nó đã tự chết hết rồi hoặc là cái bảo tự mình lại ra nó cũng không có mọc mầm tốt được nên cái tỷ lệ hao hụt khi chúng ta rải cái chi cô ma ra vườn rất là nhiều luôn bởi vì nó là sản phẩm vi sinh mà với lại chi cô đạch ma thì cũng có loài bản địa và loài gọi là loài ngoại lai á nhưng mà chúng ta mua chi cô đạch ma ở các công ty mà tại vùng của chúng ta luôn ấy thì có thể sẽ mua được loài bản địa thì nó sẽ thích nghi tốt hơn còn nếu chúng ta mua những cái sản phẩm chi cô ma mà ở xa xa nơi của chúng ta ấy thì nó sẽ khó thích nghi với môi trường này hơn vậy là mọi người xác định được là cái gói chi cô ma khi chúng ta mua về và mang ra vườn là chúng ta phải biết rằng là cái tỷ lệ mà có tác dụng với vườn của chúng ta là đã cực kỳ thấp rồi nó đã bị hao hụt đi trong quá trình sản xuất rồi trong quá trình bảo quản trong quá trình vận chuyển và quá trình chúng ta rại ra vườn mà không thích nghi được vân vân và vân vân đủ thứ nên cái mà chi cô mà có tác dụng thực sự nó sẽ còn lại rất là ít luôn mà nó đã ít như vậy mà chi cô đạch ma thì vai trò không có nhiều chị là phân giải sắc bã thực vật rồi săn bắt một loại nấm đi một số loại nấm nhất định nào đó với vai trò ít như vậy thì cái sản phẩm mà chúng ta mua với giá là 60 nghìn 70 nghìn 80 000 một ký liệu có đáng không mà mình hiện tại là mình cũng sẽ dẫn chứng thêm một cái ví dụ về một nghiên cứu khoa học cái nghiên cứu này là vì bạn quyền thì mình không có nêu đó là nghiên cứu gì nha mình chỉ nêu ra cho mọi người biết là chúng ta có đáng để mua những cái sản phẩm chi cô đó về sử dụng cho vườn mình không nha những ai mà chỉ mua một hai gói lâu lâu mới mua một hai gói về sử dụng ấy thì mình không nói đến làm gì nhưng mà ở chỗ mình một số bác nông dân một gia đình có thể mua tới mấy tạ chi cô đẹp ma về sử dụng luôn thì cái đó là nó không hề đáng một chút nào hết đấy đồng tiền bỏ ra không đáng chứ những người mua ít thì mình không nói đến làm gì nha đây là cái bảng tóm tắt của một cái nghiên cứu Trong bảng tóm tắt này mình để ý là những cái gạch mình gạch màu đỏ ấy, là nó Đây là 36 trụng nấm đã được phân lập từ các mẫu đất và rễ Tại những vườn tiêu ở Đắk Nông có biểu hiện vàng lá sinh trưởng chậm, rễ có u sưng Đó mọi người thấy không? Cái đất mà đã có biểu hiện bệnh như thế rồi mà họ vẫn phân lập được 36 trụng nấm và trong số 21 chủng nấm thử nghiệm thì có tới 66,7% chủng có khả năng ký sinh tuyến trùng. Vậy thì chứng tỏ là cái vườn đó bị tuyến trùng nhiều nên cái dụng nấm ăn tuyến trùng nó cũng nhiều luôn. Và đây lại là một cái bảng số liệu cũng trong nghiên cứu đó. Bảng số liệu này là liệt kê 12 giống nấm mà họ phân lập được trong những cái vườn tiêu bị bệnh đó thì mình thấy là danh sách các loại nấm này thì có lợi và có hại nó cũng khá là tương đồng với nhau khá là cân bằng rồi ở đây mình sẽ nhấn mạnh ba loại nấm là Fusarium, Pythium và Rhizoctonia ba loại này cộng lại thì chỉ khoảng 15 phần trăm mà ma thì có tới 19 vậy thì chứng tỏ là nấm có lợi và nấm có hại cũng đã khá là cân bằng mình không biết là mục tiêu của nhà nghiên cứu đưa ra cái bảng số liệu này là có ý gì, nhưng mà bản thân mình khi nhìn cái bảng số liệu này là mình sẽ nghĩ ngay rằng là mật độ nấm các loại nấm hại và nấm lợi ở trong vườn đã là cân bằng rồi, do đó những cái bệnh vàng lá các thứ của cây tiêu ấy có thể là không phải là do nấm gây ra mà do tuyến trùng hoặc là một thứ gì đó. Với lại nghiên cứu này thì cũng không nói là cái lúc mà họ đi phân lập các loại nấm này là cái vườn tiêu đấy là đang ở trong giai đoạn vừa mới bị bệnh hay là nó đang bị bệnh hoặc là nó sắp hết bệnh rồi thì họ không có nói. Nên số liệu này nó cũng chưa thực sự gọi là có ý nghĩa. Còn bạn số liệu này thì nói đến khả năng ký sinh tuyến trùng của các trụng nấm trên thì họ cũng lọc ra được một số trụng nấm mà có khả năng ký sinh tuyến trùng rất là cao trên 85% lẫn. Chứng tỏ là những cái trụng nấm này là họ phân phân lập trực tiếp trên cái đồng ruộng đó luôn nên gọi là các trụng nấm bản địa ấy, nên khả năng của nó cũng rất là mạnh. Nhưng mà ở trong nghiên cứu này họ lại không nói là mật độ tuyến trùng ở trong vườn là bao nhiêu hết. Nên nó không có trị ra được là cái chi cô đẹp ma ngoài cái tăng dụng phòng trừ các loại nấm kia thì nó còn lại bao nhiêu phần trăm trị được cái tuyến trùng trong vườn thì không có số liệu cụ thể và các nghiên cứu này không phải là thực hiện trực tiếp ngoài đồng ruộng mà họ cắt những cái cành tiêu về họ dâm cành họ dâm được có hai ba bốn tháng thôi là cây tiêu nó cũng chưa lớn bao nhiêu hết và mỗi thí nghiệm thì họ chỉ áp dụng trên 30 cây tiêu con thì như thế là cây tiêu thì dâm trong bầu mà cây tiêu còn quá nhỏ như vậy Thì cái số liệu thí nghiệm đó nó vẫn chưa thực sự là thuyết phục được Và nấm chi cô đạch ma là chị ký sinh ở trên trứng của con tuyến trùng mà còn non thôi Còn trứng mà đã già rồi hoặc là nguyên con tuyến trùng thì nó không có ký sinh được nên nó chỉ... Trên bảng số liệu này thì dòng màu xanh là đối trứng không có tuyến trùng và không có chi cô Còn dòng thứ hai là màu đỏ chỉ có tuyến trùng chứ không có chi cô thì mật độ là 284 con trên 100 g đất còn bốn cái dưới cùng là bốn giống chi cô khác nhau mà họ thí nghiệm thì các giống đấy thì số liệu cũng không tranh lệch cho lắm nhưng ở đây mình muốn nói là thí nghiệm của họ thực hiện sau 2 tháng và cứ 2 tuần là họ lại tưới dung dịch chi cô cho cái bầu tiêu bé xíu đó một lần thì họ làm liên tục như thế mà mật độ tuyến trùng sau 2 tháng cũng chỉ giảm từ 4 đến 5 lần chứ không thể giảm hết được đó là điều kiện phòng thí nghiệm còn chưa nói đến là đất vườn của chúng ta thì cái khả năng mà giảm mật độ tuyến trùng đấy lại còn thấp hơn rất là nhiều nữa và có một điểm nữa mà mình cực kỳ không đồng tình cho nghiên cứu này là họ lại sử dụng chính những cái công thức vừa nãy á, để mà thí nghiệm sự phát triển của cây luôn họ theo dõi là đếm số lá rồi sự chiều dài của rễ để mà xác định khả năng kích thích sinh trưởng của chi cô đạt ma lên cây tiêu thà rằng họ sử dụng một cái mẫu mới đi họ không có cho tuyến trùng vào trong những cái bầu tiêu đó mà họ chỉ dùng chỉ sử dụng chi cô đạt ma thôi thì mình còn nghe được còn đây họ đã sử dụng tuyến trùng vô trong đó thì chi cô ma nó có tác dụng là tiêu diệt trứng tuyến trùng thì uh, tuyến trùng mà giảm thì chắc chắn là cây sẽ phát triển hơn rồi điều đó là điều đương nhiên chứ đâu có phải là chi cô ma kích thích cây phát triển đâu nếu như mà sử dụng những con số đó để mà chứng minh chi cô đạch ma có khả năng kích thích sự phát triển của cây trồng là mình thấy không hợp lý một chút nào hết mình đã kết thúc xong nội dung thứ hai đó là vai trò của Chico Đạch Ma vai trò thực sự không phải là vai trò lý thuyết như trên mạng vẫn từng nói và mình sẽ qua nội dung thứ ba đó là nuôi cấy Chico Đạch Ma tại nhà